Vâng, Team Survivor đang nhá hàng cho mình đó là 4 Mai Sai thưa quý vị và các bạn. Vâng, vâng, team Survivor đang có một vâng. Vâng, vâng, đó là 4 Mai Sai. Không thể tin được, vâng, 4 Mai Sai trong trận đấu này. Tôi cảm thấy vô cùng đó là gọi là sự gọi là không biết nói gì nữa, vâng. Bối rồi. Đó là map Village, một map tôi có thể nói đây là một map lợi dành cho Hunter vì đó là một map vô cùng rộng. Vâng, đó là Wu Chang với đó là skin limited. Vâng, đó là skill, đó là skin limited thưa quý vị và các bạn. Vâng, đó là phát hiện ra vị trí player down và tích rồi, ngay lập tức ăn cho mình đó là một hit. Vâng, chạy đâu đến từ player tân một số. Ngay lập tức ăn cho mình nó hit thứ hai. Vâng, có vẻ như là vâng, có vẻ như đây là một player Wu Chang vô cùng là thuần thục khi anh mang cho mình đó là skill, đó là skin hiếm, skin limited. Với tốc độ lật ván chập của Mai Sai thì việc tấn công chính xác đến từ Wu Chang không có gì là khó khăn cả. Và đó ngay lập tức đó là người đầu tiên phải ngồi ghế, đó là tao là Tích. Trận đấu này tôi không cần quá nhiều gọi là phân tích về cấu trúc team nữa, khi mà 4 Mai Sai thì các bạn cũng biết là team nó cần những cái gì rồi. Vâng, tôi cũng không biết là ai là người đi cứu, ai là người đi tốt và ai là người chạy trốn nữa. Vâng, Survivor, cả 4 Survivor đang ở trong bóng tối. Vâng, tao là Tích cũng đã được cứu rồi. Vâng, đó là nhìn thấy mô, nhưng đó là mô vừa đi qua khu vực thuyền nhỏ. Không phải thuyền nhỏ mà là đó là khu vực, khu rừng, cái thuyền ở trong. Vâng, tiếp tục tiếp theo, đó là một pha tốc biến kết hợp cùng với tấn công đánh đường, đó là pha tấn công trượt. Ngay sau đó là một tấn công chính xác, nhưng đó cũng là một pha rất đáng tiếc dành cho player tân khi mà anh sử dụng cho mình đó là chiếc tốc biến, nhưng đó là một pha tấn công trượt. Giật beo, ngay lập tức đó là pha giật beo, và mô đã giải beo rồi, nhưng đó là một pha trèo ván trượt, đã không trèo ván chậm bởi vì đó là Mai Sai. Với giảm 5% à? Hay là 20%? 30% đúng không? Khá là nhiều. Giảm 3% tốc độ trèo ván thì không có quá nhiều cơ hội dành cho player mô khi anh đã đứng ở ngay cạnh ván nó rồi. Vâng, player nào đó thì đang có quạ bay trên đầu, đang đứng im, nhìn nhau. Vâng, đang tạo dáng. Vâng, không cần đến hit thứ hai nữa, đúng sốc ngay hit đầu tiên rồi. Vâng, quạ bay đầy đầu, tôi đang không hiểu có vẻ là em bị, có vẻ là và bạn bị lag phải không ạ? Bạn Kiki bị lag hay là bị gì đó à? Bạn có trả lời cho tôi được không? Và phát hiện ra player tao là Tích rồi. Doom sốc lần thứ hai. Gì thế này? Doom sốc chỉ có 20% đó thôi. Trời ơi, vậy mà có 2 pha Doom sốc trong trận đấu này. Và đều là những pha Doom sốc khi mà Survivor có đầy máu. Ngay lúc tao là Tích phải bay rồi. Các ông ơi, tôi xin phép tôi xin phép 11 giờ nghỉ á, không có việc gì. Vâng, đó là dí từ vị trí của player tân một cú. Vâng, tiếp tục dí. Tân một cú mà đã dí thì vô cùng nặng nề. Vâng, mô đang tiếp tục bị dí.
Lúc đó nó phải chạy ngược lại đến từ Mô. Mô cũng khôn khéo. Với cây dù vừa ngắn vừa nhanh của mình tiếp liên tục, đó là 2-3 tấn công thiếu chính xác. Nhưng đó là một tập đèo chính xác, nhưng phải đeo hộ của Mô. Tuy nhiên đó là một tấn công chính xác cuối cùng. Thực ra trận đấu đã kết thúc trận đấu, tôi chả cần xem mà tôi cũng biết rồi. Hunter ôi tôi xuống Hunter luôn cũng được. Không, nhiều khi tôi không biết nữa. Nói đùa chứ hai người bay rồi, nó lại khỏi cần chơi đúng không? Vâng, Ferris đang về vị trí rồi. Đó là phát tấn công không chính xác vì cây dù đã quá ngắn. Cây phát chọc thứ hai chính xác rồi. Câu hỏi đặt ra là liệu có thể thoát ra bằng hầm không? Còn 3 máy thì chỉ còn hầm mà thôi, chứ không thể nào mà đi cốt mở cổng được. Nhưng có lẽ là cơ hội đấy cũng vô cùng mỏng manh và gần như là không khi mà player thằng 559 đã bị lộ vị trí. ODM đâu rồi, đến từ vị trí của anh Tân. Vâng, trong lúc đó thì vâng, Kiki đã đứng dậy được rồi. Vâng, ngại ngượng mồm quá đi. Vâng, bạn Kiki vừa nhảy từ trên thuyền xuống và gặp ngay anh Tân. Vâng, gặp nhau rồi. Vâng, đang lúi cúi không hiểu lắm là tại sao lại lúi cúi đi dưới tấm ván. Vâng, tôi đã nói là đã đuổi nhau, tức là đã lộ vị trí rồi. Đó cũng là một pha gợi ý đến từ tôi rồi. Vậy mà bạn đã lúi cúi trốn là sao? Vâng, đó là vâng, bạn không còn khả năng tự đứng dậy được nữa. Thời gian để chết ở trên sàn là 3 phút, tức là 180 giây. Vâng, đó là một thời gian vô cùng dài. Vâng, thắng 59 nấp trong một góc, nhưng đó là pha phát hiện chỉ đến từ Cantori. Thực ra thì góc đó khá là thoáng, có thể nhìn thấy. Tiếp tục đó là một pha tấn công kết hợp với tốc biến, nhưng đó là một pha tấn công kết hợp với trượt đến từ anh Cần. Có vẻ như anh Cần phải xem xét lại cái khả năng tốc biến của mình. Có thể là xem xét cầm cho mình đó là một cách tốc độ khác hay chăng. Nhưng dù sao đó cũng là một chiến thắng 4-0 dành cho anh Tân rồi. Ok, chúng ta sẽ đến với trận đấu. Có lẽ là các bạn, có lẽ là Survivor đang muốn rematch. Xong rồi đừng buồn. Các bạn tôi hy vọng là Eren không bị bay nữa. Vâng, tôi chỉ biết thầm cầu nguyện mà thôi. Vâng, admin của chúng ta. Vâng, admin của chúng ta. Tôi chỉ biết thầm cầu nguyện thôi. Vâng, bình luận viên chợt có một câu cơn đau tin ập đến. Vâng, ok, thế thì em có thể out khỏi Discord và em có thể chơi, không sao đâu. Không sao, em cứ out Discord đi. Ừ, không sao, em cứ out Discord đi xong rồi chơi, không sao. Tạm thời em tắt khỏi Discord đi. Tắt cái room Discord đi. Sau đó thì không, chẳng biết là có phải là em không. Tự dưng mình gọi luôn là em. Mình xem 97 bạn ơi. Ok, em tắt tạm thời em. Tức là em ấn vào cái điện thoại có dấu x ấy. Em disconnect khỏi Discord đi. Sau đấy thì đấy, bạn tạm thời bạn.
Ok, tôi hy vọng là con BNN không bị đít nữa. Có đít đít không? Vâng, không đít rồi. Vâng, vô cùng quanh quanh, tôi hạnh phúc quá đi.